Ngày hôm qua 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một phụ nữ chủ tiệm vàng tại chợ Cha La thuộc xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Chỉ có hành vi liên quan đến hai lần tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tại các địa bàn huyện Đầm Dơi và Nam Căn thực hiện. Nữ chủ tiệm vàng bị tạm giam tên Quỳnh Kim Chi, 52 tuổi, ngụ ấp Cha La, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhóm đối tượng đột nhập vào tiệm vàng Thanh Hùng thuộc xã Hàng Vịnh, huyện Nam Căn, lấy trộm khoảng 13,8 lượng vàng 18K, 8 chỉ vàng 24K, hơn 4 triệu đồng tiền mặt, và tiệm vàng Kali thuộc xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, được khoảng 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K. Một trong các đối tượng đã mang số tang vật trên đến bán lại cho tiệm vàng Hữu Ngưng, với thỏa thuận khi nào Quỳnh Kim Chi bán được thì mới trả tiền. Sau đó, lần đầu, Chi đã mang số vàng đến tiệm vàng tại thành phố Cà Mau, bán được trên 300 triệu đồng và đưa cho Sang 290 triệu đồng. Lần thứ hai, bán 582 triệu đồng, đưa cho Sang 497 triệu đồng. Hiện Quỳnh Kim Chi đã được chuyển về cơ quan công an tiếp tục điều tra.